vèo một cái kể từ ngày Acer Plus ra mắt. Hôm nay mình đã bước sang ngày thứ 6 rồi anh em ạ. Mở thư lên, mình đang nhập và nhận được khá là nhiều quà anh em nhé. Nhưng ngon nhất vẫn là quà phân cứng với 1.000 kim cương, 20 thùng bia và 50 cốc bia vàng anh em nhé. Quá thùng bia nên là mình tức tốc và chiêu mộ thêm 20 phát nữa anh em ạ. Ở bên hệ chính xác, hy vọng rằng có thể ra được Acer Plus nào. Nhưng không sao, mở thư lên thì chắc chắn là mình nhận được thêm một Acer Plus nữa rồi. Bởi vì đạt mốc rồi anh em ạ. Ngay lập tức vào mình vào túi ghép mảnh luôn anh em nhá. Giờ thì mình sẽ vào từ chính xác và nâng một em lên 6 sao luôn anh em ơi. Lần này thì mình sẽ lựa chọn em ISO này anh em nhá, một phát lên 6 sao luôn. Và với em ISO lên 6 sao như vậy thì mình hoàn toàn có thể nâng cấp Acer Plus của mình lên được 9 sao rồi anh em ơi. He he. Khi lên được 9 sao thì mình đã có thể gắn thêm được cái bảo vật cho Acer Plus rồi anh em nhé. Và chắc chắn mình hoàn toàn có thể nâng cấp level lên level 200 rồi. Tiếp tục mình mở thư lên và nhận thêm được một số cái phần quà nữa. Rất là nhiều belly và bụi này anh em ơi. Có 68 cốc bia vàng thì mình vào chiêu mộ nhanh một phát được 40 cốc. Còn lại 28 cốc nữa thì đầy túi đồ anh em ạ. Vẫn là công việc thường ngày thôi. Bây giờ mình sẽ đi luyện tướng một tí anh em nhé. Mày qua luyện được một em tướng ở bên hệ Minh Mẫn ngon lành luôn. Sau đấy thì mình tiếp tục đi huyết tế thôi. Những em tướng 3 sao 4 sao là mình sẽ cho bay màu hết anh em nhá. Huyết tế xong thì mình lại xử nốt 28 cốc bia vàng còn lại anh em ạ. Thực ra chỉ là 20 cốc thôi, còn 8 cốc thì mình để lại. Bao giờ lấy thêm được 2 cốc nữa thì x10 một phát cho nó ngon lành nha anh em ơi. Ghép thêm một phát nữa này. Ai da, chiêu mộ cốc bia vàng xong, mình cũng nhận thêm được một số những cái mảnh tướng này. Có khẩu pháo hủy diệt và có nón Sengoku. Với cái nón Sengoku đấy thì mình đã tổng cộng có 2 cái. Và bây giờ mình sẽ reset tương hiếm nha. Có ra được xanh hay không đây? Lại kỳ ra rửa. Tiếp tục nào. Ui, nhưng mà là xanh thường chứ không phải là xanh tứ hoàng anh em ạ. Trời ơi. Ngay cú quá không biết làm nào nên là mình quyết định và chút giận lên con bot Akainu này anh em nhé. Bắn được 4 phát thì nhận được thêm 1.200 kim cương. Có thêm cốc bia hay là thùng bia gì hay không đây anh em ơi? Có cốc bia vàng này, hy vọng phát cuối là thùng bia đi anh em. Nó lại là một cái dương anh em ạ. Shop Akainu thì mình có thể mua thêm được 4 cái túi kim cương nữa anh em nhé. Mở 4 cái túi này để xem có 50k kim cương hay không nào. Ui ui ui, 5, 3, 8k kim cương liền anh em ạ. Trời đất ơi, xịn sò con bò thực sự luôn nhá. Nhân phẩm đấy rồi. Còn hai cái dương này thì mình sẽ được cái gì đây? À, 50 xu may mắn này, hợp lý luôn. Với 50 xu may mắn đấy thì mình quyết tâm vào trong này để có thể là quay ra được một vị tướng 5 sao trong vòng quay may mắn. Thì mình sẽ được thêm một cái thành tựu là 2.500 cỏ bùn lá. Với 2.500 cỏ bùn lá đấy chắc chắn là mình có thể sở hữu thêm được rất là nhiều thùng bia anh em nhá. Nhưng mà cay cú thực sự anh em ạ, vẫn chưa được vị tướng 5 sao này, bực quá. Mình quyết tâm là mua thêm 2 cái xu nữa đi, mất 100 kim cương. X10 vẫn đã đi, nhưng cái kết vẫn không ra được anh em ơi. Sau đấy thì mình vào lễ hội One Piece và tiếp tục tặng khúc thịt cho mấy ông thần tài. Và đây rồi, có một cái mốc dương nữa, mình vừa mới mở ra được, có thêm 20 khẩu pháo hủy diệt và đặc biệt là có 2 cái dương Acer Plus anh em nhé. Ồ, 4 dương chứ không phải là 2, mình sẽ mở luôn anh em ơi. Ui, 100, 200 xu may mắn. Thế thì còn ngại ngùng gì nữa, mình tiếp tục là X10 anh em ạ. Hy vọng rằng lần này mình có thể ra được vị tướng 5 sao để làm được cái thành tựu đấy anh em nhá. Thực sự thì mình không hiểu hôm nay làm cái ngày gì khi mà đã xả hết 200 xu may mắn nữa rồi, nhưng mình vẫn chưa thể nào mà ra được cái vị tướng 5 sao trong cái vòng quay này anh em ạ. Nhưng mà dù sao thì mình cũng đã nhận được một số cái phần thưởng sau khi quay vòng quay may mắn anh em nhá. 35 khẩu pháo hủy diệt, 2 cái nón Sengoku. Ở thành tựu thì mình tiếp tục là nhận thưởng thêm 200 kim cương nữa anh em ơi. Giờ đây, nâng tổng số kim cương của mình lên 21.600 kim cương anh em nhá. Và với 2 cái nón Sengoku, mình tiếp tục là reset nào, hy vọng rằng có thể ra được tứ hoàng xanh. Trời ơi, cay chết nhở. Cay á, lại tiếp tục là bắn Akainu vậy anh em ơi. 60 khẩu pháo hủy diệt thì mình bắn thêm được 3 phát nữa và chắc chắn là thu về được 900 kim cương và một cơ số thùng bia cũng như là cốc bia vàng anh em nhá. Lần này thì mình sẽ chiêu mộ cốc bia vàng trước, sau đấy chiêu mộ thùng bia cho nó hên anh em nhá. Và đây rồi, thêm một phát nữa đi nào. Ok, được 2 vị tướng 5 sao. Giờ thì sang thùng bia thôi anh em ơi. Hệ chính xác tiếp tục nào. Acer Plus đi, please. Please. Thêm phát nữa đi nào. Acer Plus. Trời, Apu. Và phát X10 cuối cùng để xem sẽ được. Trời ơi, nhưng mà mình cũng đã nhận được thêm thư này anh em ơi, 30 cốc bia vàng được trả lại. Tiếp tục là chiêu mộ, 38 cốc bia vàng, chiêu mộ nhanh một phát nào. May quá là không bị chật túi đồ anh em nhá. Có gáp ghiếc các kiểu, có đà điểu luôn này, có smoker luôn. Và mình thấy một số những cái vị tướng 3 sao ở bên hệ hiếm. Ồ, thành tựu có cái gì đây? Trời ơi, sở hữu 600 thuyền viên 4 sao, tuyệt vời quá, 500 kim cương và 300 kim cương, tổng cộng là 800 kim cương rồi. Bây giờ mình đã có 23k. Và ngay lập tức mình vào kho báu huyền thoại mua luôn 100 cốc bia vàng cũng như là 50 thùng bia anh em nhá. Giờ thì mình tha hồ mà chiêu mộ này. Trời ơi, nhưng mà lại đầy túi rồi. Không sao anh em ạ. Sau đấy thì mình sẽ tiếp tục ra luyện tướng cũng như là huyết tế để có thể là xả nốt 60 cốc bia vàng đấy anh em nhá. Nào, tiếp tục là 60 cốc bia vàng còn lại. Ai chà, vẫn còn 20 cốc nữa cơ anh em ơi. Cày thế nhờ. Không sao không sao, đi nốt rồi anh em nhá. 28 cốc bia, bây giờ kiếm nó ra được 2 cốc bia nữa để có thể là xả nốt cái 8 cốc kia đi nhở. Nhìn ngứa mắt quá anh em ơi. Ghép mảnh xem nào. Frankie, free thêm nốt phát đi. Free bên này thêm một phát đi. Tiếp tục là mình nhận thư này. Ui, có thêm 20 thùng bia nữa rồi anh em ơi, tuyệt vời quá. Ui, thành tựu lại có thêm. Ui, cứ tưởng là kim cương nhưng mà Akainu cũng được anh em nhá. Giờ thì mình lại có 72 thùng bia rồi và mình tiếp tục chiêu mộ bên hệ chính xác. Hy vọng rằng là có thể kiếm thêm được một em Acer Plus anh em ơi. Bepo. Trời, x2 Bepo luôn mới đau chứ anh em. 52 thùng bia nào. Cố lên. Trời ơi,
là một tướng SS nhưng mà lại là Hancock anh em ạ, không phải là Acer Barrett bị cú chứ. Trời, lại là Izo. Và 22 thùng bia cuối cùng, Diamante này và Mr. One anh em ạ. 10 thùng bia cuối cùng. Ui, tứ hoàng xanh. Trời ơi, không ra được Acer Barrett nhưng mà lại ra được tứ hoàng xanh thì rất là hên đối với mình luôn anh em nhá. Hê hê, cũng được anh em ơi. Và thành tựu của mình là gì đây? 700 kim cương nữa được hoàn trả này. Trời ơi, ngon lành cành đào quá. Và ở thư 30 khẩu pháo hủy diệt và hai cái nón Sengoku, 50 mảnh nữa này. Tiếp tục là mình sẽ reset ở bên tường hiếm anh em nhá, để xem ra được em nào. Ui, Luffy Nika anh em ơi. Nhưng thầm này thì mình sẽ không cần Luffy Nika nữa, dầu đen mới đau chứ. Ai, mình sẽ đánh cược tất cả, thêm một phát nữa đi, tứ hoàng xanh đi. Trời ơi, này reset kịp được thao ăn phí quá đen luôn anh em ạ. Mình chợt nhớ ra, ở trong phần shop cỏ bốn lá, mình lại có thể mua thêm thùng bia nữa rồi anh em ơi. Vì lúc này mình xả rất là nhiều xu may mắn mà. 30 thùng bia, mình sẽ tiếp tục chiêu mọi chính xác. Ui, Ichiji nổ luôn một tí tướng SS, nhưng lại là Ichiji. Anh cú thực sự luôn. Acer Barrett đi please. Acer Barrett đi. Trời ơi, 12 thùng bia cuối cùng liệu rằng có không anh em ạ. Chiêu mộ xong thì mình có 75 khúc thịt và tiếp tục là mình sẽ tặng cho ông thần tài này 30 khúc nha. Hy vọng rằng có thêm 10 thùng bia. 10 thùng bia. Tuyệt cả là vời anh em ơi. Tiếp tục mình sẽ tặng 52 khúc thịt nữa này. À, 10 thùng bia đấy, mình sẽ tiếp tục chiêu mộ bên này chính xác. Hy vọng rằng là Bruno anh em ạ. Nhưng anh em nhìn đi. Ở đây thì mình đã hoàn toàn có thể xong một cái vòng nữa rồi và tiếp tục sở hữu thêm được một em Acer Barrett nữa. Tuy nhiên tạm thời mình cứ để mảnh em Acer Barrett ở đây, bởi vì cần thêm một em nữa thì mình có thể nâng cấp em nó từ 9 sao lên 10 sao anh em nhá. Nhưng mà mình sẽ ghép mảnh tứ hoàng xanh anh em ạ, bởi vì mình hoàn toàn có thể nâng cấp cho tứ hoàng xanh của mình lên được 7 sao rồi anh em ơi. À không, tạm thời là 6 sao cái đã anh em nhá. Lên luôn nào, tuyệt cả là vời luôn. Sau khi nâng cấp lên 6 sao thì mình nâng một lẻ vẫn lên level 140 và tiếp tục nâng cấp lên 7 sao luôn anh em nhá. Yes. Ok la luôn, cực kỳ là đơn giản này. Nhưng mình còn thiếu một phôi 6 sao nữa ở bên hệ hiếm để có thể là nâng cấp cho nó lên 8 sao mới đau anh em ạ. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục là trang bị cho chú Shanh đi và mở khóa thêm viên đá này đi, nâng cấp thêm một chút để cho chú có thể là mạnh mẽ hơn. Ở phần trang bị đặc thủ, mình sẽ all in vào cái phần tấn công này, nâng cấp thêm chỉ số tấn công cho chú Shanh anh em nhá. Ui, nhiệm vụ thành tựu có cái gì đây? Ui, mình cứ tưởng là kim cương, nhưng mà thôi, được cái gì thì hay cái đấy anh em ạ. Thư có cái gì nào? Wow, 4 triệu Belly và 5000 bụi. Tiếp tục là mình tặng 20 khúc thịt này cho ông cụ ấy đi, được thêm 30 cốc bia vàng nữa này. Ui, nhưng lại là 200k nước mắt anh em ạ. Trước khi chiêu mộ cốc bia vàng thì mình sẽ vào cửa hàng sô-cô-la và all-in vào cái slot đồ này được 50 slot nữa. Mình sử dụng luôn để mở rộng túi đồ của mình lên 255 anh em nhá. Bây giờ thì mình chiêu mộ cốc bia vàng không sợ bị đầy nữa rồi. Úi ơi, vẫn bị đầy tí anh em ạ. Nhưng mà không sao, như thế này cũng đã là nhanh lắm rồi anh em ơi. Ui, mình có thể luyện thêm được một vị tướng ở bên hệ sinh khí này. Thế là cũng vừa tiết kiệm được túi đồ mà vừa tiết kiệm được tướng 5 sao nữa anh em ạ. Tiếp tục là còn 10 cốc bia vàng nữa, mình sẽ cho nó đi đốt anh em nhé. Và đây anh em có thể nhìn thấy 1000 điểm, mình ghép luôn này. À, cái thế nhờ. Nhưng mà thư thì mình có cái gì đây? Ai à, có luyện tướng này, 10 thùng bia này. Ui, ngon lành đi chứ. Ui, bây giờ thì mình có thể bắn thêm được bot Akainu thì mấy phát nữa rồi anh em ạ. Chà, nhiều kim cương thế nhở. Ui, 300 kim cương, 5 cốc bia vàng này. Kim cương của mình sắp lên được 14.000 rồi anh em nhé. 13.800 rồi đây này. Vậy là shop Akainu của mình tiếp tục là mua thêm được một túi kim cương nữa. Còn lại mình sẽ mua 8 cái dương hình con chó cặm khúc xương này anh em nhá. Để xem mở ra được cái gì không nào. 8 cái dương con chó, mở ra xem nào. Được cái gì đây? Trời, 30 cốc bia vàng cũng như là 10 thùng bia thôi anh em ạ. Còn một túi kim cương, mở luôn anh em ơi. Ui, 500 bụi kìa. Tiếp tục, có một cái nón Senku, mình sẽ win. Trời ạ, Katakuri. Mình quyết định đầu tư 10k kim cương để mua lấy 200 xu may mắn và 50 xu siêu cấp này anh em nhá. Và tất nhiên có xu rồi, mình sẽ vào đây để chiêu mộ. Hy vọng rằng lần này có thể ra được vị tướng 5 sao trong vòng quay may mắn để mình có thể làm được cái thành tựu đi. Kiếm thêm 2500 quả bốn lá và có thể mua thêm một vài thùng bia nữa anh em ơi. Mình thực sự không thể hiểu nổi nhân phẩm của mình hôm nay khi mà quay vòng quay may mắn nó bị làm sao ấy, khi mà dùng hết tất cả 200 xu vừa rồi nhưng vẫn chưa ra được cái vị tướng 5 sao đấy anh em nhá. Cú quá trời luôn anh em ơi. Nhưng mà thôi, check thư thì lại nhận được thêm một số phần quà an ủi anh em ạ. Sau khi quay du xong thì mình có 2900 quả bốn lá rồi. Nhưng lần này mình không mua thùng bia nữa mà chuyển sang mua cốc bia vàng anh em nhá. 2500. Yes. Và có 75 cốc bia vàng nữa rồi. Sau khi mua 75 cốc bia xong thì mình đã có hơn 138 cốc rồi đấy này. Mình lại tiếp tục chiêu mộ thôi. Lần này thì mình được rất là nhiều vị tướng 5 sao anh em ạ. Tiếp tục chiêu mộ này. Ui giời ơi, vẫn còn 28 cốc nữa kìa anh em ơi. À, mình vừa nhìn thấy một số những cái vị tướng ở bên hệ hiếm thì hy vọng rằng có thể luyện thêm được một vài vị tướng nữa xịn sọc con bò anh em nhá. Luyện tướng nào? Hệ hiếm. Ồ, có luyện được lên hệ thông minh này anh em ơi. Tuyệt vời. Ok, 28 cốc nữa, mình sẽ xả luôn anh em nhá. Yes, 10 cốc cuối cùng và mình có thể ghép thêm được một phát nữa này anh em ơi. Shiryu thì không cần lắm, nhưng ghép phát này thì được cái gì đây? Nhận thư nào anh em ơi. Wow, quá nhiều phần quà đi. 30 khẩu pháo hủy diệt, hai cái nón Senoku nữa rồi anh em ạ. Lễ hoàng One Piece, mình có 49 khúc thịt, mình tặng luôn cho ông thần tài xem nào. 57 rồi à.
còn thiếu 13 cái nữa thì mình mới có thể đầy được cái này cơ. Boss Akainu, mình đã có 70 khẩu pháo, bắn thêm được 3 phát nữa anh em nhé. Thế thì mình hoàn toàn có thể đủ kim cương để làm một việc tiếp theo cực kỳ quan trọng anh em ơi. Yeah, còn 5 copy vàng nữa này. Tiếp tục là mình sẽ mua 3 cái dương con chó này nha anh em. Và anh em có thể nhìn thấy mình có 4 cái nón Sengoku rồi đúng không? Tiếp tục là reset nào. Shiki sư tử vàng à, Yamato à, Yonko xanh đi. Big Mom, Yonko xanh. Trời ơi, quá cay luôn. Thế cho nên mình đã vào trong quán đăng nhập ngày 6, mở lên phần ưu đãi và mua luôn một cái cuốn chụp này với giá 4.000 kim cương anh em nha. Với cuốn chụp L1 này thì mình hoàn toàn có thể sở hữu được một vị tướng bất kỳ. Nhưng đố anh em biết mình lấy vị tướng nào? Và câu trả lời đó chính là Bartolomeo Wano anh em ơi. Và với vị tướng Bartolomeo Wano thứ hai trong đội hình của mình thì mình hoàn toàn có thể nâng cấp cho em nó lên được 6 sao nhé. Đây rồi, Bartolomeo của mình nâng cấp lên đi nào. 1, 2, 3, 4, lên luôn, 6 sao, quá tuyệt vời anh em ơi. Và bây giờ sẽ nâng cấp level lên, đây level 140 luôn. Nhưng nó lại không đủ nguyên liệu anh em ạ. Mình sẽ mở hết dương Bailey cũng như là dương XP để có thể lấy tài nguyên nâng cấp cho Bartolomeo của mình anh em nhá. 24 giờ đi luôn này, tiếp tục là 8 giờ 2 cái này, tiếp tục là 5 giờ 2 cái này, và 72 giờ 19 cái cho 7 màu nốt 50 triệu luôn này anh em. Ba dương con chó mình cũng sẽ mở luôn nha. Ui dồi ôi, nhiều thế nhở, thì mở nốt luôn anh em ạ. Tiếp tục là cái dương này, bốt may mắn 50 xu kìa, được cái chứ. Thành tựu có thêm kim cương không? Có 200 luôn, tuyệt vời. Thư thì sao nào? Uầy, luyện từ 6 sao 4 triệu Bailey. Thế thì mình có thể nâng cấp lên 140 rồi, và tiếp tục là sẽ nâng cấp cho em nó lên 7 sao luôn anh em ạ. Lên nào. Yes sir. Nhưng mà mình cần thêm một cái phôi 6 sao nữa cơ, thì mình sẽ lựa chọn em tướng này anh em nhá, bởi vì mình có rất là nhiều em tướng ISO này luôn. Rồi, mình nâng lên 160 luôn này. Và đây rồi. Ơ kìa, nhưng mình vừa nâng cấp biên hệ chính xác mới đau anh em ạ. Cái phôi mà mình cần phải biên hệ nhanh nhẹn cơ. Thế là mình lại phải nâng cấp lại, bực thực sự luôn anh em nhá. Nhưng mà không sao, thì đây mình cũng đã có thêm một phôi 6 sao rồi, và 3 phôi 5 sao nữa là mình có thể nâng cấp cho Bartolomeo của mình lên được 8 sao. Có một cái bảo vật trong bị đường này, mình cứ trang bị bừa vào đây đi. Mở thêm được một cái hỗ trợ nữa này, nâng cấp level lên 180 rồi anh em ơi. Thành tựu của mình, ui 3 viên đá anh em ạ, cứ tưởng là 3.000 kim cương thì lại tuyệt cả là vời luôn. 8 triệu Bailey và 10 ca bụi nha. Anh em tưởng video kết thúc rồi á, nhưng không đâu, mình có 300 mảnh tướng SSL1 thì mình sẽ mở. Ui, Luffy Wano này. Em từ thứ hai Inurashi à. Em thứ ba là gì? Brook Wano luôn, tuyệt vời quá anh em ơi. Yeah, Rezu hả? Có 100 mảnh nữa thôi. Marco à, có em nào xịn xò hơn hay không? Và kết thúc ngày thứ 6 thì mình cũng đã cạn kiệt tài nguyên rồi anh em nhá. Nhưng mà hôm nay cũng là một ngày cực kỳ ngon lành cái nào đối với mình, nhân phẩm quá bùng nổ khi mà sở hữu được 2 Acer Brothers, 1 Yonko xanh và thêm cả 1 em Bartolomeo Wano nữa. Anh em nhớ ấn đăng ký kênh cũng như thả like để nhân phẩm bùng nổ giống như mình ngày hôm nay nhá.